Bảo Yến xin chào các bạn. Trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều dòng máy nén khí phổ biến như là máy nén khí dây đai, máy nén khí có dầu và máy nén khí không dầu. Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn sử dụng một dòng máy nén khí có độ bền cao và mạnh, sử dụng được trong các công việc như khai mỏ, xây dựng hay là các cái tiệm rửa xe có quy mô lớn thì chúng ta đừng bỏ qua dòng máy nén khí chạy bằng dây đai nhé. Và trước mặt Bảo Yến đây là dòng máy nén khí Takeo TK với dung tích là 100 lít. Về phần thân bình, thân bình sẽ được in dòng chữ Takeo để giúp bà con phân biệt được hàng chính hãng. Vỏ bình sẽ là sơn bằng lớp sơn tĩnh điện, chống mài mòn trong quá trình sử dụng lâu dài. Và đây là đầu 3 piston với 3 boe giảm âm tốt. Chúng ta sẽ có hai cái nắp nhớt để chúng ta châm. Các bạn muốn châm nắp nào cũng được. Khi châm thì chúng ta hãy lưu ý là chúng ta sẽ quan sát cái mắt nhớt. Các bạn nên châm cỡ 80% đổ xuống là chúng ta đã sử dụng được rồi. Về phía bên này, chúng ta sẽ có một đồng hồ quan sát áp. Thì áp suất của con này là sẽ là đạt 83, tối đa là 13 là tự động ngắt và hồi về 3 là chúng là sẽ tự động hồi lại, kèm theo là một van xả khí khớp nối nhanh. Và bình sẽ được thiết kế thêm hai cái tay cầm và bốn bánh xe cao su giúp các bạn dễ dàng di chuyển hơn trong quá trình làm việc. Về phía của động cơ thì động cơ sẽ được đúc bằng hợp kim nhôm với bên trong là 100 lõi đồng chính hãng của toàn Pháp, kèm theo là một cái quạt tản nhiệt phía trước để giúp động cơ không bị nóng. Động cơ sẽ có công suất là 2,2 kW, tương đương 3 HP. Tốc độ vòng quay là 2.900 vòng trên phút và sẽ được bảo hành tới 18 tháng. Lỗi 1 đổi 1 nếu lỗi do nhà sản xuất. Ngoài ra thì máy sẽ được thiết kế thêm một cái rơ le tự động ngắt, dây dẫn khí từ đầu nén xuống dưới bình và dây cura sẽ được kết nối với nhau thông qua bánh đà và pulley có tấm chắn bảo vệ bên ngoài, mang lại an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Phía dưới của máy nén khí chúng ta sẽ có một cái van xả nước. Khi mà chúng ta sử dụng lâu thì chúng ta nên xả nước ra để cho bình được chứa hơi nhiều hơn. Và một vài lưu ý khi chúng ta sử dụng dòng máy nén khí Takeo TK100 này, các bạn hãy đặt máy ở nơi bằng phẳng và kiểm tra nguồn điện kết nối vào máy đã ổn định hay chưa. Và khi các bạn sử dụng thì chúng ta tuyệt đối không được để tay ướt hoặc chân ướt đụng vào. Vừa rồi thì Bảo Yến đã giới thiệu về chi tiết dòng máy nén khí Takeo TK100 lít này. Nếu các bạn có nhu cầu muốn sở hữu một dòng máy trước mặt Bảo Yến đây thì các bạn hãy liên hệ số điện thoại ở bên dưới video hoặc truy cập website để được tư vấn cụ thể hơn. Còn bây giờ Bảo Yến xin kết thúc video tại đây. Xin chào.